Ok, chào chào mừng các bạn cùng nhau quay lại với GVN Channel. Cách đây đâu đó khoảng 3 tháng trước, mình có làm một cái video clip nói về cái vấn đề là liệu card RTX có nên mua hay là không ở ngay thời điểm này. Ngay thời điểm đó nó vẫn còn là một cái câu hỏi khá là mơ hồ và chưa có câu trả lời rõ ràng và xác đáng. Tại vì như mình có nói là khoảng đâu đó từ 1 tới 3 tháng thì các nhà sản xuất mới có thể tối ưu về cái driver, cái phần mềm của hãng để mà chúng ta có những cái trải nghiệm tốt nhất. Thì ngay thời điểm này, sau 3 tháng rồi, liệu cái câu trả lời có còn mơ hồ như vậy nữa hay là không? Còn bây giờ xin mời các bạn xem clip này. Về những cái công nghệ mà chơi cái dòng card RTX mới của Nvidia á, thì nó có rất là nhiều và đã liên quan đến chuyện là cái dòng card này nó được bổ trợ thêm hai cái nhân mới. Ngoài cái nhân CUDA cũ ra thì hiện nay được bổ trợ thêm thứ nhất là nhân RT, tức là nó sẽ phục vụ cho cái công nghệ real time ray tracing, và cái nhân thứ hai đó chính là nhân Tensor. Nhân Tensor là một cái nhân mà giúp cho các bạn có thể xử lý những cái thuật toán liên quan đến máy học, liên quan đến AI đó. Thì với những cái công nghệ khác nhau mà Nvidia mang ở trên dòng card này thì điển hình nhất là có hai thứ mà hãng họ đã rất là tự hào và công bố ra. Mình nói trước với các bạn về cái Ray Tracing đi, mình nghĩ là nhiều anh em biết rồi. Tuy nhiên, mình muốn nói sâu một chút xíu nữa về cái bản chất của nó cho những ai đã chưa biết. Về cái khả năng của Real Time Ray Tracing thì chắc là các bạn cũng đã rõ, đó chính là nó sẽ giúp cho các bạn có thể nhìn những cái tia sáng ở trong game nó thật hơn. Giống như kiểu là nó có thêm những cái hiệu ứng như là phản xạ, tán xạ, rồi hấp thụ ánh sáng v.v. Làm sao làm được như vậy? Đó chính là như thế này nè. Ngày xưa nếu như muốn dựng ra những cái hình ảnh như thế thì người ta phải làm hoàn toàn bằng tay. Tức là những cái nhà kỹ thuật viên đó họ sẽ phải quy định trước, ok, khi mà cái xe nó chạy ngang qua cái vũng nước đó thì cái hình ảnh phản chiếu nó sẽ như thế nào. Chúng tôi sẽ phải vẽ 2 lần như thế, và khi đó cái xe nó chạy ngang qua phèo cái thì cái hình ảnh phản chiếu nó sẽ được hiện ở dưới. Đó là theo những cái mà những nhà sản xuất họ tính toán và họ phải vẽ bằng tay. Tuy nhiên với Ray Tracing ở ngay thời điểm hiện tại thì nó dễ hơn rất nhiều, bằng cách là các nhà lập trình game họ chỉ cần quy định ra cái đồ vật đó nó sẽ có những cái hiệu ứng ánh sáng hấp thụ và tán xạ như thế nào. Giống như kiểu gỗ thì nó hấp thụ làm sao, gương thì nó hấp thụ làm sao, đá thì nó hấp thụ làm sao, kính thì nó hấp thụ làm sao. Thì chính cái điều đó khi mà người ta chỉ cần làm ra trước những cái instruction, tức là những cái chỉ dẫn để sẵn đó, và người ta chỉ việc làm ra những cái tia sáng mà thôi. Còn lại tất cả mọi thứ đều là máy nó làm cả, họ không cần phải tốn quá nhiều thời gian và công sức cho cái chuyện đó nữa. Các bạn thấy đó, một cái bước tiến rất là lớn của Nvidia trong cái đợt phát triển này. Và thứ hai là các bạn thấy với một cái công nghệ mới nó mang tên là DLSS mà hãng họ cũng rất là tự hào công bố. DLSS đó chính là một cái thuật toán mang tên chính xác là Deep Learning Super Sampling. Thì với cái thuật toán mới này ở trên cái nhân Tensor đó, nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều những ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên có 2 ứng dụng cụ thể nhất ngay thời điểm hiện tại mà Nvidia đã công bố. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho các bạn có thể scale up hình ảnh lên. Đó chính là nếu như các bạn đang chơi game ở được phân giải 4K đi, nhưng mà thực tế khi các bạn kích hoạt DLSS lên thì nó không cần phải chiếm dụng tài nguyên ở cái mức đó chính là độ phân giải 4K, mà chỉ đơn giản là 2K mà thôi. AI nó sẽ scale up cái độ phân giải lên thành 4K, và 4K đó chính là 4K ảo từ 2K. Cái phần còn lại, tức là những cái phần mà bị thiếu thì AI nó sẽ vẽ lắp vào và nó giúp cho hình ảnh của bạn nó đẹp hơn rất nhiều. Giống như kiểu là các bạn vẽ ra nửa gương mặt và nửa gương mặt còn lại thì AI nó vẽ lên hết, nó giống như vậy. Và cái thứ hai là DLSS nó sẽ giúp cho các bạn có thể khử răng cưa tốt hơn, bằng cách là Nvidia họ sẽ lấy những cái data và những cái răng cưa ở trong game các bạn đang chơi đó, họ gửi lên trên cái server hệ thống của họ với những cái bộ máy siêu máy tính. Thì với cái siêu máy tính đó nó sẽ render với cái thuật toán là SSAA x 64 lần. Nó làm cho hình ảnh của bạn nó cực kỳ đẹp luôn và sắc nét ở trên chính data đó. Khi các bạn chơi game thì chỉ đơn giản là cái card đồ họa của bạn lấy cái dữ liệu từ chính cái data đó đem xuống để mà sử dụng thôi. Giống như kiểu là người ta nấu trước rồi cho các bạn ăn thì nó sẽ không làm giảm đi cái hiệu năng của card đồ họa, mà card đồ họa của bạn lại được chạy ở độ phân giải 4K. Đó là về cái công nghệ DLSS ngay thời hiện tại. Nhưng mà để cập nhật một chút xíu về cái tình hình của card RTX ngay thời hiện tại thì DSR nó vừa được ra mắt. DSR là một bộ giao diện lập trình ứng dụng hỗ trợ cho công nghệ real time ray tracing, được xây dựng trên cái nền tảng DirectX 12 đã từng có trước đây. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái DSR ra thì nó sẽ bắt đầu kích hoạt cái chức năng real time ray tracing ở trong game của các bạn. Thì bằng chứng là ngay thời điểm hiện tại đã có game Battlefield 5 nó được áp dụng về cái công nghệ này rồi. Và thứ hai thì với cái công nghệ DLSS thì ngay thời điểm hiện tại đã có game Final Fantasy 15 nó đã hỗ trợ rồi. Tuy nhiên nó vẫn chỉ hỗ trợ ở mức beta thử nghiệm thôi. Trong thời gian sắp tới, nếu như các bạn thích về cái công nghệ này thì bọn mình sẽ cố gắng làm một video clip nói riêng về vấn đề đó khi mà chúng ta có được những cái bản cập nhật chính thức. Còn ngay thời điểm hiện tại thì chắc là còn phải chờ thêm. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa một cái game có Ray Tracing và không có Ray Tracing như thế nào qua một cái bộ máy mang tên là GVN Phoenix. Đầu tiên mình giới thiệu nhanh trước cho các bạn về cái bộ máy mà mình test ở đây. Thì đây là cái bộ máy mang tên là GVN Phoenix, tức là Phượng Ngọn Lửa đó. Thì với cái tầm giá khoảng đâu đó rơi vào 60 triệu đồng. có thể chiến tốt những cái game với cái đồ họa Ray Tracing này. Nói sơ chút xíu về cái cấu hình hiện tại thì nó là mang CPU i7 8700K, các bạn có card đồ họa RTX 2080 đến từ Aorus và 16GB RAM đó, vân vân. Thì sơ lược là vậy. Đây là những cái cảnh mà bọn mình đã test được cho các bạn thấy về bằng chứng giữa chuyện có Ray Tracing và không có Ray Tracing nó sẽ khác biệt như thế nào. Cái scene ở bên trái á, nó sẽ là không có Ray Tracing nha, còn bên phải sẽ là có Ray Tracing. Mình sẽ cho các bạn xem được cái sự khác biệt của nó. Bây giờ bắt đầu ha. Đây là những cảnh mà bọn mình test được với game Battlefield 5. Đầu tiên các bạn nhìn vào giúp mình ở ngay cái phần nước. Đây, các bạn thấy đây là cái phần nước mà không có Ray Tracing nè, và đây là phần nước có Ray Tracing. Thì với cái việc hai cái scene nó đều là hai góc nhìn tương đương nhau, nhưng ở bên trái này các bạn thấy nè, nó không còn cái bóng nào cả. Đó, khi này là mình đã cố ý núp ở dưới một cái gầm xe để thấy là nếu như núp ở dưới gầm xe như vậy thì những cái đồ họa được render sẵn nó có hay là không. Thì như các bạn thấy là nó không hề thể hiện bất cứ thứ gì cả. Còn đây là việc mà có Ray Tracing nè, các bạn thấy nè, nó vẫn còn rất là nhiều những cái bóng ở dưới đây, bóng cây nè, và có bóng của một chiếc xe bán tải ở đây. Đó, đây là bóng một chiếc xe bán tải nè. Đó, nó rất rõ ràng và nó mang đúng cái giá trị của cái chuyện là phản chiếu ánh sáng. Đó ha. Đây là cái scene thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn nhìn kỹ giúp mình về cái phần cái cây lâu nó đang quơ qua quơ lại. Thì giữa những cái phần mà nó quơ qua quơ lại đó sẽ có những cái phần bóng của những cái hình ảnh được phản chiếu. Thì nếu như các bạn nhìn vào, các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh nó sẽ bị mất đi khi mà cái cây lâu này nó quơ tới đâu, nó sẽ mất ngay tới đó. Đó, đây như thế này. Còn đối với real time ray tracing thì cho dù các bạn có thấy cái cây lâu nó quơ qua quơ lại thì hình ảnh của cái hình ảnh phản chiếu dưới nước nó cũng không hề bị mất đi. Thì đây là một trong những cái mà Ray Tracing có thể làm được, mà các bạn có thể thấy rõ ràng nhất. Rồi, đây là scene tiếp theo mình cho các bạn thấy được cái hình ảnh tương phản ở dưới nước. Đó, các bạn nhìn kỹ ngay cái phần nước ha. Đây, giữa việc có Ray Tracing và không có Ray Tracing nè, đây là không có Ray Tracing. Các bạn thấy nè, những hình ảnh mà người ta cố ý render ra một cách ảo, tức là người ta render giả ra cho các bạn thấy, thì cái phần mây hoặc là cái phần khói nó đang bay tạo ra những cái vệt sáng màu trắng đó. Tuy nhiên nó không thật, do là nếu như đặt tình huống là bạn nghĩ ngoài thực tế đi thì những cái mây và khói đó nó không thể nào mà hiện ra một cách rõ ràng như vậy được. Qua những cái hình ảnh mà có Ray Tracing các bạn sẽ thấy được rằng nè, đó, khói nó bay rất đúng bởi vì nó chỉ mờ mờ chứ nó không thể nào mà hiện ra những cái vệt trắng như vậy được. Đó là những cái rất thực của Ray Tracing có thể làm được cho các bạn. Còn đây là hình ảnh cuối cùng mà hôm nay mình show cho các bạn xem, đó chính là cái hình mà cái tia lửa nó phản chiếu ra khi các bạn bật Ray Tracing. Ở gần đây, ngay chỗ này là một cái chiếc xe tăng đang bốc cháy. Đó. Thì với cái việc mà bật Ray Tracing lên, các bạn sẽ thấy là ở ngay cái ô cửa sổ nó có những cái tia lửa vệt. Đó. Còn khi các bạn không có Ray Tracing thì những hình ảnh phản chiếu đó nó sẽ không có thể hiện được. Đó. Đó là tất cả những gì mà mình muốn cho các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa có Ray Tracing và không có Ray Tracing. Nó còn rất là nhiều những cái cảnh khác nhau trong game mà các bạn có thể thấy được bằng mắt đó. Tuy nhiên thì do là cái khả năng có hạn nên mà mình không thể nào mà cho các bạn xem được hết cả. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm thì cách dễ dàng nhất là các bạn nên đến showroom GVN trải nghiệm những cái tựa game đó ngay trực tiếp rồi ha. Nói về cái câu chuyện đó chính là liệu Ray Tracing nó tuyệt vời như thế nào. Mình nói cho các bạn nghe thế này nè. Giữa cái việc mà khoảng một tuần vừa rồi mình được trải nghiệm một cái máy có cái công nghệ Ray Tracing á, thì cái mình thấy được nó giống như kiểu là các bạn đang sử dụng bàn phím cơ và các bạn sẽ không bao giờ muốn trở lại những cái bàn phím cao su thông thường nữa. Nó giống như vậy luôn á. Tại vì cái Ray Tracing nó không chỉ đơn giản là các bạn thấy được những cái hình phản chiếu hay là những cái khả năng chiếu chỗ này chiếu chỗ kia của ánh sáng. Nó không chỉ đơn thuần là như vậy, mà cái Ray Tracing nó còn giúp cho các bạn có được một cái độ tương phản tốt hơn khi chơi game. Trường hợp là các bạn thấy nè, khi một cái game mà nó có độ tương phản mà nó không tốt á, thì những cái nhân vật trong đó nó sẽ gần giống nhau với những cái mức độ sáng giống nhau. Cho nên là với cái việc mà kích hoạt Ray Tracing lên nó tuyệt vời hơn rất là nhiều so với cái chuyện mà các bạn không bật. Rồi, cái yếu tố thứ hai mà khiến cho real time Ray Tracing nó tuyệt vời á, các bạn tưởng tượng như thế này nè. Ngày xưa với cái việc mà các bạn chơi những cái game online, điển hình nhất nha, ngay thời điểm hiện tại đã có những cái tựa game mà chuẩn bị hỗ trợ rồi, và PUBG là một trong số đó. Nếu như các bạn chơi những cái tựa game online mà đối kháng bắn súng này kia đó, chẳng hạn như PUBG đi, mình nói đơn giản thôi. Các bạn có những cách chơi như thế nào? Các bạn có thể phát hiện kẻ địch bằng cách nhìn, hoặc là các bạn nếu như mà những ai đó mà rành hơn một chút xíu thì họ sẽ nghe thông qua tai nghe, đúng không? Tức là các bạn nghe tiếng chân rồi coi kẻ địch đang ở đâu, rồi tiếng súng ở đâu, hướng súng ở đâu. Đó, các bạn sắm những cái tai nghe đắt tiền. Tuy nhiên Nếu như một ngày nào đó mà real time ray tracing nó thực sự có mặt ở trên PUBG, các bạn sẽ có một cách chơi khác và một cách tiếp cận game khác. Đặt tình huống là các bạn đang muốn biết đối phương đang ở đâu, và ở gần đối phương có một cái vũng nước hoặc là một cái gương ở gần đó. Các bạn có thể nhìn qua cái tấm gương hoặc là nhìn xuống dưới cái vũng nước, các bạn thấy được đối phương đang núp ở phía sau tòa nhà chẳng hạn. Thì đó là một cách tiếp cận game khác, nó rất thực. Không chỉ là các bạn chơi game là đang chơi game, nhưng các bạn giống như kiểu là có thể hòa nhập vào cái thế giới thật ở trong game luôn. Thì đó là một cái tương lai rất gần mà real time ray tracing chắc chắn nó sẽ đem lại cho các bạn. Vậy nên mình nói thật với các bạn, real time ray tracing thực sự rất là tuyệt vời. Còn có vấn đề kế đến là các bạn đang thắc mắc là liệu real time ray tracing, cái công nghệ mới này, nó dành cho ai? Thì nói thật với các bạn là khoảng đâu đó khoảng 3 tháng trước, mình có một cái suy nghĩ là ray tracing nó chỉ dành cho những cái bạn mà kiểu như hardcore gamer, những người chơi game chuyên nghiệp và những người chơi game mà thật sự cần cái độ chi tiết và độ chính xác hình ảnh mà thôi. Tuy nhiên ngay thời điểm này, sau khoảng hơn một tuần trải nghiệm thì mình thấy được rằng là ray tracing nó dành cho tất cả mọi người. Tại vì nó đặt cái trường hợp là nó chỉ dành cho hardcore gamer khi và chỉ khi hardcore gamer thấy được giá trị của nó. Nó giống như cái câu chuyện là về một người mà nghe audio đích thực, họ mua những cái tai nghe 10 mấy triệu thì mới có thể nhận ra giá trị của nó, thì chỉ riêng họ mới cảm nhận được thôi. Đó. Thì cái real time ray tracing này nó không giống như vậy. Tại vì khi mà một người không có rành về game giống như mình, một ngày chỉ chơi đâu đó cỡ 1-2 tiếng đồng hồ đó, mình không có rành quá về game. Tuy nhiên khi mình bật hoặc là tắt ray tracing, mình có thể thấy được sự khác biệt của nó. Thì mình tin chắc được rằng là những người cho dù là mới chơi, cho dù là chơi nhiều một chút xíu, hay là những người mà kiểu hardcore gamer đều xứng đáng để có thể trải nghiệm công nghệ mới này. Và câu hỏi cuối cùng là liệu ngay thời điểm hiện tại, real time ray tracing và những cái dòng card RTX có đáng mua hay là không? Thì mình xin trả lời các bạn một câu chắc nịch, đó chính là rất đáng mua. Đặt một cái tình huống nha, giả sử thôi, các bạn đang sử dụng một cái con VGA 1050Ti hay là 1060 6GB gì đó, và các bạn đang suy nghĩ là liệu có nên bỏ tiền ra mua hay là không một cái dòng card mới, thì mình tin chắc các bạn là rất đáng mua. Tại vì sao? Tầm khoảng 25 triệu các bạn xét trên giá tiền nè, 25 triệu các bạn có thể mua được một con GTX 1080Ti. Thì cũng với 25 triệu đó các bạn có thể mua được một cái con RTX 2080 không có ti. Đó. Tuy nói là không có ti nhưng mà xét trên cái performance, tức là về cái sức mạnh, thì cả hai cái dòng card này mình tin chắc là nó không chênh nhau quá nhiều. Và trong một số trường hợp thì cái dòng card RTX mới với cái kiến trúc mới nó giúp cho các bạn có thể nhỉnh hơn một số những cái tựa game. Đó, mình tin chắc là như vậy. Và thêm nữa, nếu như các bạn đang có một cái con GTX 1060 6GB và các bạn muốn mua một con GTX 1080 Ti á, nó chỉ hơn cái gì? Nó hơn về cái performance thôi, hơn về hiệu năng thôi. Các bạn chỉ có thể chơi những cái game nó cao cấp hơn một chút xíu. Trong khi đó cũng với đồng giá, với đồng số tiền, các bạn mua một con RTX 2080 này, các bạn vừa có thể chơi những cái game mới hơn, và kèm theo đó nữa là các bạn được trải nghiệm những cái tính năng mới, những công nghệ mới hơn trong tương lai. Đó là cái ăn tiền của RTX. Và ngay thời điểm hiện tại các bạn thấy xét trên cái mức giá thì nó không chênh nhau quá nhiều. Vậy nên là nếu như để chốt lại RTX có đáng mua ngay thời điểm này hay là không, thì xin thưa các bạn là nó rất đáng mua và rất đáng để các bạn có thể trải nghiệm. Nhưng mà ngay từ nãy đến giờ các bạn nghe mình nói và nghe mình thuyết phục các bạn là ok để mua RTX đi, RTX tốt lắm, RTX rất là hoàn hảo rồi, thì nó không phải. Tại vì ngay thời điểm hiện tại, trong quá trình mà mình test và mình kiểm tra ra thì thấy những cái dòng card RTX ngay thời điểm hiện tại nó vẫn còn một số những cái lỗi không mong muốn. Thứ nhất, do cái kiến trúc mới nó khiến cho những cái ứng dụng nào đó mà nó chưa hoàn toàn tương thích nó sẽ rất là tệ. Chẳng hạn như là khi mà mình duyệt web bằng cái trình duyệt Chrome đi thì nó không phải là vấn đề gì cả, tại vì Chrome nó sẽ update liên tục theo thời gian. Nhưng khi các bạn sử dụng những trình duyệt web khác, chẳng hạn như là mình sử dụng cái trình duyệt web tên là Brave, không biết là các bạn có biết hay là không, thì cái trình duyệt web Brave đó nó không hề lớn, và với cái trình duyệt đó thì khi các bạn lướt web thì các bạn sẽ thấy là cái chữ nó rất là nhòe. Đó thì không thể sử dụng được cho cái dòng card mới RTX này. Và thêm một cái nữa là do cái quá trình mà khi mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ thấy là có những cái bug nhỏ trong game, chẳng hạn như là khi mà có những cái layer nó nổ sáng lên, tức là những cái tia sáng nó chồng lên nhau, thì cái hình ảnh phản chiếu ở trong game nó cũng sẽ bị mất dần đi. Bằng chứng là các bạn thấy đó, ở ngay cái chỗ mà cái gầm xe này mình đang thấy cái bóng của một cái xe bán tải đúng không, mà khi cái tia lửa nó nổ lên một cái thì nó sẽ mất luôn cả cái bóng ở ngay chỗ đó. Đó, tuy nhiên đó chỉ là những cái lỗi rất nhỏ mà các bạn không đáng phải quan ngại lắm. Và để mình đã chia sẻ về cái quan điểm cá nhân của mình về cái chuyện là những cái dòng card RTX mới và cái công nghệ real time ray tracing mới nó có đáng sử dụng hay là không ngay thời điểm hiện tại. Các bạn thích video clip này đừng quên bấm like, share và subscribe, cũng như là comment lại cho mình biết về cái quan điểm cá nhân của các bạn. Các bạn có đồng ý hay là không đồng ý ở chỗ nào, đừng quên nói cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những